Tôi là một người thụ động, phải nói là rất thụ động, chỉ thích nghe tâm sự của người khác mà nghĩ tới mình. Và tôi cũng là một khán giả rất yêu thay lời muốn nói. Nhưng với chủ đề tháng 10 này, bỗng dưng tôi thấy mình cần phải làm và phải làm một chút gì cho riêng mình thôi. Ở tuổi 47 xế chiều bóng ngã mà vẫn yêu nhạc, yêu thơ như lời chị tâm sự, chị Nguyễn Thị Lệ Tuyết ở khu phố 4 phường Hiệp Thành quận 12 vẫn nhớ ngày ấy cách đây 31 năm. Dưới dàn hoa giấy trước hiên nhà, người ấy ngồi bên tôi say sưa thổi sáo bài tiếng xưa, còn tôi thì im lặng lắng nghe tiếng lòng mình và dường như đã quên hẳn mình để hòa nhập cùng với tiếng sáo. Dĩ nhiên thì những chiều thuở ấy bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Hiện tại thì cả hai nhân vật trong câu chuyện trên đều có những mái gia đình êm ấm, và bản thân tác giả, chị Lê Tuyết, cũng đã trở thành bà ngoại của một cậu cháu trai thật kháo khỉnh. Tuy nhiên, Chiều mãi vẫn có sức quyến rũ của Chiều để chị phải có lúc phá cách cất lên những lời này. Ông xã ơi, xin lỗi ông xã và xin lỗi các con, hãy để cho bà xã và mẹ của các con một chút gì giữ lại cho riêng mình của một thời con gái. Thầy Lệnh nói ơi, hãy cố gắng cho tôi nghe lại những ca từ mà tôi đã cất giữ từ lâu. Hoàng hôn, lá rơi bên thềm. Hoàng hôn, tơi bời lá thu. Đàn nhỏ lẻ
đàn rung tiếng tơ vẫn vương trôi theo mây đâu khúc tràn lan sóng vương mạnh trời đàn ôi thiết tha vì đâu tiếng xưa trầm ngâm lặng rung đường tơ bao mơ sương chiều thu buồn mơ.